Ok, chào anh em đã quay trở lại với một video mới trên kênh Máy Của Nội. Mình là Minh Hoàng Sơn. Hôm nay thì mình đang có mặt trên tay, mình đang là hai con máy, con Sony A6000 và con Canon 750D. Hai máy này thì giờ mình thấy đang rất nhiều người quan tâm, nhưng mà cũng có một cái câu hỏi nhiều bạn đặt ra là bây giờ năm 2024 rồi, nhiều máy mới nó ra rồi, thì liệu có nên chọn hai máy này không, và hai cái máy này nó hơn kém nhau điểm gì, nên chọn cái máy nào? Nếu như mà chúng ta có đủ tiền thì chúng ta nên mua cả hai con về để chúng ta trải nghiệm. Nhưng mà nếu chúng ta không nhiều tiền thì mình nghĩ rằng là hai con máy này nó sẽ có một vài những cái khác biệt nhất định để chúng ta quyết định xem là con máy nào nó phù hợp với mình hơn. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nói về thiết kế nhá. Đây, hai con máy mình để cạnh đây. Một con DSLR điển hình và một con mirrorless điển hình. Con 750D và con A6000. Thì con A6000 thì mình cũng đã giới thiệu nhiều rồi. Thiết kế nó rất là nhỏ gọn. Con này là con máy mirrorless thuộc thế hệ cũng khá là đời đầu của Sony. Nhưng mà cái thiết kế kiểu này rất là thành công, nên anh em có thể thấy là từ con này về sau thì gần như là Sony họ chả thay đổi gì về thiết kế con này, kể cả sang con A6003, A6004, A6005, A6006, A6007 thì đều mang cái thiết kế nó rất là ná giống với con A6000 này, nên anh em có thể thấy đây là một thiết kế rất thành công của Sony nhá, cả về gọi là cái sự nhỏ gọn tiện lợi của nó lẫn cả về cái công thái học sử dụng thì đều rất là tốt. Còn con 750D thì nó cũng gần tương tự như con A6000. Đây là một cái thiết kế cũng đã rất là thành công của Canon. Một thiết kế nó đi về thiên hướng là dễ sử dụng. Một cái bề ngoài nó nhìn cực kỳ thực dụng như này, nó cũng chẳng có điểm nhấn gì cả. Mà sau này khi mà chúng ta để ý thấy là kể cả những con máy thế hệ trước con này hay kể thế hệ sau của con 750D này thì đều có thiết kế rất là giống con máy này. Kể cả là con 700D trước đấy này, hay kể cả con 800D, con 850D thì đều mang cái thiết kế nó na ná kiểu này, hay thậm chí là sau này khi mà sang cái hệ ngàm RF của Canon mà có một cái con nó gọi là con có thể coi là kế nhiệm của con 750D này, nó là con R50 chẳng hạn, hay con R100 gì đấy, đấy mấy con đấy, hay con R10 chẳng hạn, thì đều mang cái thiết kế nó rất là giống con 750D này, vẫn là mang cái thiết kế kiểu nó rất là đi gọi là mạnh vào cái giao diện, cái trải nghiệm người dùng như này. Nó đem đến cho người dùng một cái cảm giác rất là thoải mái. Cầm nắm trong tay, có thể chúng ta là những người chúng ta chưa có nhiều kinh nghiệm cầm máy hạn, thì khi cầm con 750D này sẽ thấy nó rất thoải mái này, nó cầm nó ôm nó sướng này. Dễ thao tác, giao diện nó cũng rất đơn giản thôi. Làm quen nó dễ. Thì đấy, tức là đây nó sẽ là một cái thiên hướng là về sự nhỏ gọn tiện lợi này, một cái là thiên hướng về sự thoải mái này. Thì nếu chúng ta thích một con máy mà chúng ta phải mang đi hàng ngày mà không phải mang theo túi tắm gì thì chúng ta nên chọn con A6000. Còn nếu chúng ta mà thích một con máy mà nó phải dùng phải dễ, phải thoải mái, phải ôm ấp nó trong tay, nó phải cảm thấy sướng ấy, thì chọn những con máy kiểu con 750D này. Thì đấy nói về thiết kế bên ngoài nhé. Còn cá nhân mình thì mình đánh giá là về thiết kế mình sẽ thích con A6000 hơn, bởi vì mình là một người bây giờ mình cũng có gia đình rồi, mình cũng đề cao vấn đề là phải tiện lợi, phải nhỏ gọn, mang vác nó dễ. Mình muốn một con máy làm sao mà mình có thể mang đi gọi là không phải khó khăn, nên mình sẽ thích cái thiết kế kiểu nhỏ gọn kiểu này. Bây giờ những cái dòng máy mình đang dùng cũng đều rất là nhỏ gọn nhá. Mình đang dùng một con Nikon ZF này, với một con là con Sony ZV-1F, là những con máy nó khá là nhỏ gọn so với những cái dòng máy nó cùng hãng, cùng phân khúc, cùng tầm giá. Thì đấy là nói về thiết kế. Tiếp theo thì nói về cái chất lượng hình ảnh, hai con máy này nó đem lại cái chất lượng hình ảnh kiểu như nào. Đây là cả hai con máy nó đều mang cảm biến crop nhá, APS-C. Cái crop, cảm biến crop của con Canon thì là có cái tỷ số crop là 1.6, còn cái cảm biến crop của con Sony thì là có tỷ số crop là 1.5. Thì tức là cái cảm biến của con A6000 này nó to hơn so với cảm biến con 750D một xíu. Thì mình nghĩ rằng cái khác biệt về kích thước này nó sẽ không gây đến cái sự gọi là nó thiên lệch quá nhiều về cái chất lượng ảnh hay độ sắc nét đâu. Còn về cái độ phân giải thì cả hai con nó đều mang độ phân giải là 24 chấm. Thì đấy, nói về thông số thì có thể thấy là hai con máy này nó khá là tương đồng nhau. Tuy nhiên thì nói về chất lượng ảnh thì mình qua cái trải nghiệm thực tế mình sẽ thấy này, mỗi một cái con máy này thì nó sẽ có một cái chất lượng ảnh nó hơi thiên về những cái phong cách ảnh khác nhau. Ví dụ như con A6000 thì trước đây mình đã nói rồi, nó là thiên về một cái, thứ nhất là độ chân thực về màu. Chụp ảnh bằng một con máy Sony điển hình như A6000 này thì ra màu nó y như là chúng ta nhìn thấy ngoài đời luôn. Màu nó rất là thật luôn, nó thật một cái mức mà nhiều khi chúng ta thấy nó bị thật quá, và dẫn đến là nhiều bức ảnh chúng ta nhìn nó không được như là kiểu như mình nghĩ, là kiểu mình mong đợi ấy. Tức là mình muốn là chụp ảnh nó phải đẹp, nó phải lên màu, nó phải rực rỡ, lên màu nó phải nhìn, nó phải sướng mắt. Nhưng mà không, con A6000 này ra một cái bức ảnh nhìn nó cực kỳ thật luôn.
nó bên ngoài nó xấu nhau thì chụp ảnh nó sẽ xấu như thế luôn, và ngược lại bên ngoài trông màu mè các thứ, kiểu chụp mặt người mẫu không trang điểm thì nó sẽ y gọi là như bên ngoài luôn, là lên ảnh nó sẽ mặt người mẫu đúng là không trang điểm thật luôn. Đấy, tức là chúng ta đề cao về sự gọi chân thật và sự sắc nét thì chúng ta nên chọn cái màu của Canon 6000 này, để về sau chúng ta thể chúng ta có một cái file nó tốt để chúng ta hậu kỳ chẳng hạn, chúng ta chỉnh sửa màu trên điện thoại hay trên máy tính chẳng hạn. Còn cái màu ảnh của con 750D này thì nó lại làm cái màu ảnh nó lại nhiều người đánh giá là nó lại nịnh quá. Nó nịnh ở như thế này, tức là có thể là bởi vì là Canon họ thiên hướng đến việc là hướng đến những người chúng ta không có kinh nghiệm về hậu kỳ, nên là cái ảnh, đặc biệt là ảnh JPEG của con 750D này thì bên trong máy nó đã có một phần ở đấy nó đã được chỉnh sửa, đã có một chút gọi là can thiệp rồi, nên là cái màu ảnh khi mà ra khi mà chúng ta xuất ra ấy, thì nhiều người đánh giá là nó có một cái thiên hướng nó hơi bị ngả sang tông hồng, hơi bị ngả sang tông ám, sang hơi vàng vàng. Tức là khi chúng ta chụp ảnh người mẫu hạn thì những cái tông này nó lại rất là kiểu làm nịnh ra mặt người mẫu, nhiều khi là chụp ảnh ra nó đẹp hơn cả bên ngoài mắt mình nhìn thấy. Thì đây là một cái điều nó vừa hay nó lại vừa không hay. Hay ở chỗ là nếu chúng ta lại người chúng ta chưa có kinh nghiệm hậu kỳ, chúng ta muốn chụp chân dung đẹp ấy, thì chọn cái màu ảnh này của những con Canon này nó điển hình như thế này thì sẽ rất là tiện, ra ảnh đẹp luôn, không cần phải mất công chỉnh sửa hoặc là chỉnh rất là ít. Nhưng mà không hay ở chỗ là nếu chúng ta chụp những thể loại khác mà chúng ta cần là kiểu phải cái nước ảnh nó phải chân thực một chút, chúng ta chụp phong cảnh, chúng ta chụp những cái thể loại ảnh cần liên quan đến công việc chẳng hạn, thì cái màu ảnh của con 750D này thì nhiều khi lại khi mà chúng ta chỉnh ra những cái phần mềm hậu kỳ thì lại hơi khó để chỉnh, nhiều khi nó bị xử lý nó hơi nặng quá, nên là nếu chúng ta chỉnh không may, chúng ta chỉnh quá tay nó sẽ dẫn đến là cảnh nó bị vỡ và bị bệt. Thì đấy, tức là đây là lại một lần nữa là hai cách khác nhau. Chúng ta cần sự chân thực, chúng ta cần sắc nét thì chọn A6000. Chúng ta cần một cái sự là nó phải ăn sẵn chúng ta thì hãy chọn Canon 750D. Kết hợp với cả một ít gọi là chúng ta biết cách sử dụng những cái kiểu như picture style trên con máy này thì hoàn toàn có thể ra được những cái bức ảnh rất là đẹp ngay trên con máy, không cần phải ra hậu kỳ hậu cùng gì cả. Còn A6000 thì sẽ ra chúng ta một cái file ảnh chúng ta hậu kỳ được nó tốt hơn. Nó có nhiều những cái gọi là khoảng để chúng ta có thể chỉnh sửa những cái hiệu ứng, những cái màu sắc các thứ mà chúng ta mong muốn, lại là hai cách khác nhau. Bây giờ nói về công nghệ nhá, công nghệ thì hai máy này bây giờ nó khác biệt cái gì chúng ta có thể kể đến, đó là con A6000 thì nó vẫn mang cho mình là cái lợi thế của các dòng máy Sony, đó là cái khả năng lấy nét liên tục rất là tốt. Chúng ta bật cái tính năng lấy nét theo vùng, chúng ta để AFC vào máy này, lấy nét rất thông minh luôn, bắt cái gì gần như là nó đọc được cái suy nghĩ của mình ấy. Bắt cái gì nó sẽ muốn lấy nét cái gì sẽ bắt được cái đấy. Còn 750D thì mặc dù mình thấy rằng là nó không phải là một con máy có tính năng lấy nét nó thông minh, nhưng mà được cái là cái giao diện lấy nét nó rất là dễ để chúng ta làm quen và sử dụng nhá. Ví dụ như chúng ta chuyển sang cái màn hình Live View này thì nó sẽ có cảm ứng cho mình. Đấy, cảm ứng rất là nhẹ như này, và cũng có một vài cái tính năng gọi là chụp và chạm và chụp nha, nó tiện. Đấy. Thì nếu chúng ta mà kiểu thiên hướng là chúng ta muốn dễ sử dụng thì chọn Canon 750D, mình nghĩ là cái giao diện này nó sẽ giúp chúng ta sử dụng nó dễ hơn. Còn A6000 thì nó sẽ là thiên về kiểu chúng ta muốn chụp nhanh, chúng ta muốn chụp kiểu như nhiều khi chúng ta thấy cái gì nó hay, nó đẹp, chúng ta muốn rút ra phát nó chụp luôn. Thì con máy với cái thuật toán lấy nét rất thông minh của nó thì mình nghĩ là nó sẽ giúp cho các bạn có thể chụp ảnh một cách nó khá là tự tin trong cái tình huống như thế. Vậy thì tóm lại là chúng ta thời điểm 2024 này thì liệu có nên chọn hai máy này không? Thì có thể là nếu chúng ta là những người mới chơi, chúng ta đang cần tìm con máy dễ dùng thì mình nghĩ rằng là hai cái máy này vẫn phụ tốt được cái nhu cầu để chúng ta làm quen với nhiếp ảnh. Duy trừ cái là chúng ta cần phải cân nhắc về cái giá thành của chúng. Nếu như mà các bạn đang có cái mức kinh phí mà có khoảng tầm khoảng dưới 8 triệu hạn ấy, mà chúng ta cần một con máy mà chúng ta cần dễ dùng thì chọn những con máy này ok, hoàn toàn có thể rất hợp lý. Nhưng mà nếu chúng ta có mức kinh phí cao hơn khoảng tầm 10-15 triệu thì mình nghĩ rằng thì bây giờ đang có nhiều những cái lựa chọn khác nó hợp lý hơn, nó đời mới hơn, nó nhiều cái hay ho đem đến cho các bạn hơn. Ví dụ như là khoảng tầm 15 triệu thì hoàn toàn có thể chọn được con A6300 rồi, hoặc là chọn được những con máy kiểu đời cao hơn đến từ Sony hoặc là đến từ Fujifilm chẳng hạn. Hoặc là chúng ta có thể hoàn toàn mức độ này chúng ta muốn chiếc ảnh lựa ảnh nó đẹp thì chúng ta chọn được con máy full frame. Thì đấy, tức là nếu chúng ta mà có mức kinh phí nó dôi dư hơn thì mình nghĩ là bây giờ đã có những cái lựa chọn nó tốt hơn so với hai máy này. Còn nếu chúng ta mà muốn tiết kiệm kinh phí, chúng ta muốn những con máy nó rẻ thôi thì chọn hai máy này vẫn ok. Còn hai con máy này, con A6000 và con 750D này thì phụ tốt cho những cái nhóm người như nào? Thì nếu chúng ta làm con máy, thì nếu chúng ta cần một con máy nó nhỏ gọn ấy và có cái tính năng lấy nét nó tốt, chất lượng ảnh nó chân thật thì
thì chúng ta nên chọn A6000. Đặc biệt là những cái người như kiểu như chúng ta đã có gia đình rồi, chúng ta cần cái máy nó gọn thôi, không tốn thời gian để chúng ta kiểu như phải sắm thêm túi tắm các thứ, chúng ta muốn nó tiện nhất có thể thì chọn A6000 mình nghĩ là hợp lý. Và các bạn nào kiểu thiên hướng là kiểu hay chụp ảnh, hay đi du lịch hay đi di chuyển thì chọn A6000 cũng rất là ok. Còn nếu như các bạn mà thích một cái màu ảnh đẹp, dễ dễ để chúng ta làm quen, dễ để chúng ta có được ảnh đẹp ấy, thì chọn 750D, mình nghĩ là lựa chọn nó cũng hợp lý, một phần hợp lý hơn so với A6000. 750D thì được cái là nó thuộc cái dòng máy hệ mang hệ ngàm EF của Canon, thì sẽ có những ống kính nó rẻ hơn so với cái hệ ngàm E của Sony. Mình cảm thấy là dùng con 750D này làm quen nó dễ hơn, vì cái hệ thống menu của con A6000 này thì vẫn là cái hệ thống menu đời cũ, nó khá lằng nhằng, nó khá là khó để chúng ta làm quen và nắm bắt. Ok, thì nếu anh em có bất cứ câu hỏi nào cần được đặt ra để được giải đáp thì hãy để lại bình luận xuống comment nhé. Hoặc nếu cảm thấy video kiểu này hay hãy để lại một like, kiểu một sub để đón xem những cái video kiểu này trên kênh của Manh Cô chúng mình. Ok, xin chào anh em, hẹn gặp lại sau. Mình là Hoàng Sơn của Manh Cô Nội.